Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Bản tin 24 giờ. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, theo Tân Hoa Xã, nước lũ vượt quá mức cảnh báo vào hôm thứ Bảy trên 5 trạm quan trắc chính của sông Dương Tử, hay còn gọi là sông Trường Giang, chạy từ Tây sang Đông của Trung Quốc vì mưa lớn trong vài ngày qua. Các trạm quan trắc chủ yếu được đặt ở trung lưu và hạ lưu của sông Tương gần hồ Động Đình của tỉnh Hồ Nam, ở đoạn sông Tín gần hồ Bà Dương tỉnh Giang Tây. Theo dữ liệu quan trắc thủy văn do Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc công bố, tính đến 2 giờ chiều hôm thứ Năm, mực nước tại các trạm quan trắc Kỳ Liên Sơn ở tỉnh Hồ Nam, Hán Khẩu ở tỉnh Hồ Bắc, Hồ Khẩu ở tỉnh Giang Tây và Đại Đồng ở tỉnh An Huy lần lượt là 34,65m, 26,96m và 19,32m, 15,66m. Trong đó, trạm Kỳ Liên Sơn đạt mức cao nhất lần thứ hai trong 33 năm qua. Các bản tin chính thức đang cảnh báo rằng sông Ô, một nhánh sông quan trọng ở phía thượng nguồn sông Dương Tử nằm trong tỉnh Quý Châu cùng với trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử sẽ nhận được lượng mưa lớn hơn cho đến ngày thứ sáu tới, với mực nước được dự đoán sẽ tăng thêm từ 1,5m đến 2,7m. Khi mùa lũ tới, khu vực ngập nước của hồ Bà Dương đã vượt quá 3.300 km² lần đầu tiên trong năm nay, đạt 3.650 km² vào hôm thứ Bảy, sớm hơn một tháng so với năm ngoái, cũng đã phá vỡ kỷ lục. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm chính quyền vào năm 1949, sông Dương Tử đã trải qua 4 trận lũ lớn nhất tính cả trận lũ hồi năm ngoái. Hồ Bà Dương lần đầu tiên vượt quá 3.300 km² vào năm ngoái. Mực nước ở trung lưu và hạ lưu của dòng chảy sông Dương Tử cũng vượt quá mức nước cảnh báo, dẫn đến lưu lượng chảy vào hồ dự trữ của đập Tam Hiệp ở mức cao nhất kể từ khi con đập hoàn thành. Dự báo năm nay lại mang đến một mùa lũ đầy thách thức khác cho lưu vực sông Dương Tử, với khả năng cao xảy ra lũ lụt trong khu vực nhưng cũng có sự đổi hướng nhanh chóng từ tình trạng lũ lụt sang hạn hán do lượng mưa phân bố không đồng đều theo thời gian và không gian trên toàn bộ khu vực rộng lớn của lưu vực sông Dương Tử. Vừa qua, ông Vương Hiểu Đông, Tổng Chỉ huy Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán sông Dương Tử, kiêm Chủ tịch tỉnh Hồ Bắc, đã trình bày tại hội nghị về công tác kiểm soát lũ lụt và hạn hán rằng năm nay là năm đánh dấu 105 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản, và công tác kiểm soát lũ lụt và hạn hán sông Dương Tử đóng một vai trò quan trọng đáng kể. Sông Dương Tử là con sông lớn nhất của Trung Quốc và châu Á, lớn thứ ba trên thế giới. Tổng chiều dài của nó là 6.363 km, trải qua 11 tỉnh, khu vực và thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm Thanh Hải, Từ Xuyên, Tây Tạng, Vân Nam, thành phố Trùng Khánh, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy, Giang Tô và thành phố Thượng Hải trước khi đổ vào biển Hoa Đông. Thưa quý vị, và ngày trước cũng đã xảy ra một trận lũ quét trên sông Đắc Nhĩ của Bố Nhĩ ở thành phố Cân Hà, Nội Mông, khiến cho cây cầu đường sắt bị phá hủy và một số chuyến tàu phải tạm dừng. Tài khoản trên Weibo của Cover News đưa tin, vào thứ sáu tuần vừa qua, một cây cầu đường sắt ở thị trấn Đắc Nhĩ, Bố Nhĩ, thành phố Cân Hà, Nội Mông Cổ đã bị phá hủy. Toàn cấu trúc tổng thể của cây cầu đã bị sập. Bản tin nói rằng một trận lũ quét đã xảy ra trên sông Đắc Nhĩ của Bố Nhĩ và đã phá hủy cây cầu đường sắt của tuyến đường sắt chiều Ô dài 34,159m. Được biết, gần đây đã có những trận mưa lớn liên tục ở phần phía bắc của Đại Hưng, An Lĩnh và lượng mưa tích lũy ở thành phố Cân Hà trong khu vực này đã vượt quá 210mm. Theo CCTV, một ngày trước khi xảy ra sự cố, các chuyến tàu khách đi qua tuyến này đã tạm dừng. Sự việc này đã khiến cư dân mạng thảo luận sôi nổi. Những tin tức liên quan xuất hiện trên danh sách tìm kiếm hàng đầu của Weibo. Điều này không nên xảy ra. Vài ngày trước tôi cũng thấy một cây cầu ở đông bắc bị cuốn trôi. Rõ ràng đều là phần móng quá nông, có hơi đáng sợ. May là không có chuyến tàu nào chạy qua. Một cây cầu đường sắt lớn như vậy bị cuốn trôi là cực kỳ nguy hiểm. Kính thưa quý vị, đập Tam Hiệp được lệnh khởi công xây dựng bởi Giang Trạch Dân, kẻ thù ác chính trong cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Từ xưa tới nay, Tam Hiệp Trường Giang vẫn luôn được coi là long mạch lớn nhất của thế giới. Nó nuôi dưỡng mảnh đất Thần Châu hàng ngàn năm. Theo phân tích của những bậc thầy phong thủy, việc xây dựng con đập trên dòng sông Trường Giang đã cắt đứt long mạch của Trung Hoa, hậu quả sẽ là những tai họa nối tiếp. Trước khi xây dựng dự án con đập được triển khai, chuyên gia thủy lợi nổi tiếng Trung Quốc Hoàng Vạn Lý đã nhiều lần viết thư gửi sang Trạch Dân kiên quyết phản đối và dự đoán về 12 hậu quả thảm khốc khi thực hiện công trình này. Đến nay, 11 điều dự ngôn của ông đã ứng nghiệm, chỉ còn điều cuối cùng là bị buộc phải cho nổ tung đang đợi thời gian. 3 năm trước, con đập vốn đã bị biến dạng khi gặp phải dòng nước lũ lớn chưa từng có khi xây dựng, chỉ còn cách ngày đêm để xả lũ để không bị vỡ. Hồ chứa Tam Hiệp trở thành quả bom hẹn giờ trên cao trên đầu của hơn 600 triệu người ở 6 tỉnh, thành phố thuộc trung và hạ lưu của Trường Giang, nằm ở phía dưới Tam Hiệp như Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy, Giang Tô và Thượng Hải. Mưa lớn tại Vũ Hán vào 2 ngày vừa qua, lượng mưa tối đa là 516,6mm. Đây là lượng mưa trong ngày cao nhất được ghi chép trong lịch sử. Đoạn video được chia sẻ trên Internet cho thấy Vũ Hán mới hết dịch bệnh lại chìm trong nước lũ, giống như một đại dương mênh mông. Bốn dòng nước lũ từ thượng nguồn sông Dương Tử, lưu vực hồ Động Đình, nhánh sông dọc theo các con sông ở Hồ Bắc và lưu vực hồ Vằn đều tấn công hướng vào Vũ Hán. Nơi đây có thể phải trải qua một trận lũ lụt lớn hơn năm 1998. Cho đến nay, 27 tỉnh thành trên toàn Trung Quốc đều gặp phải lũ lụt lớn. Lưu vực sông Dương Tử, lưu vực sông Hoài, hồ Động Đình, hồ Vằn Dương, Trùng Khánh, Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tô đều ở mức cảnh báo khẩn cấp.
mức cao nhất trong thang 4 cấp của Trung Quốc. Bộ Thủy lợi của Đảng Cộng sản Trung Quốc bày tỏ, từ tháng trước đến nay có 438 con sông trên cả nước đã trải qua lũ lụt vượt mức cảnh báo, trong đó 38 con sông đã trải qua trận lũ lụt lịch sử. Hầu hết Trung Quốc đã bị lũ lụt. Chính quyền Trung Quốc thông báo có 41,98 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Trên thực tế, hàng trăm người có thể bị ảnh hưởng. Lượng mưa lớn vẫn tiếp tục. Theo Đài quan sát khí tượng Trung ương, từ 10 ngày nay đã có những cơn mưa xối xả ở phía đông của khu vực Tây Nam, Hoàng Hoài, Giang Hán, Giang Hoài, vùng Tây Bắc của Giang Nam và các nhánh sông ở Trung Du và Hạ Du sông Trường Giang. Một số khu vực khác có mưa rất lớn hoặc vô cùng lớn. Vào lúc 3 giờ chiều hôm thứ Sáu, khi cuộc họp của Ủy ban Quốc gia khai mạc, bầu trời ở Bắc Kinh đột nhiên chuyển sang màu đen, giống như màn đêm, kèm theo mưa lớn, sét đánh, sáng loè cả bầu trời, tiếng sấm nổ vang trời. Một số cư dân mạng đồn đoán, trời có dị tượng, tất cả đều có sự kiện lớn xảy ra, thường là thảm họa. Lại có những người khác bày tỏ, đây là lời cảnh báo từ thiên thượng, khi người người đều oán hận. Một cư dân mạng khác chia sẻ, vốn bản thân bị Đảng Cộng sản tẩy não thành người theo thuyết vô thần, nhưng hiện giờ không thể không thừa nhận đây thực sự là tiết tấu dự báo, trời diệt Trung Cộng. Từ 8 giờ tối ngày thứ 3 đến 8 giờ sáng ngày thứ 4, nhiều tỉnh như Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây lóe lên sấm sét, mưa bão dữ dội, tổng cộng có 150.000 lần sấm sét đánh, không ít người giật mình tỉnh giấc. Từ 4 giờ chiều ngày thứ 3 đến 4 giờ chiều ngày thứ 4, Hồ Nam cũng có 34.462 lần sét đánh. Tại Cát An, Phận Nghi, tỉnh Giang Tây, sáng thứ 4 sấm sét đan xen. Có cư dân mạng nói, trong 12 giờ mà có 150.000 tiếng sét, chứng tỏ oan án và oán hận quá nhiều. Trước đó, khu vực trung tâm thành phố của Trùng Khánh có cuồng phong kèm theo mưa đá, sấm sét vang trời, tia sét rạch ngang bầu trời, nửa đêm mà sáng như ban ngày. Theo Đài khí tượng Trùng Khánh, thời gian đó có đến 9.570 tiếng sét. Có cư dân mạng ở Trùng Khánh bày tỏ lại bị tiếng sét đánh tỉnh giấc, sấm sét ầm ầm, mưa lớn và mưa đá hợp lại, cứ như thế là bom nguyên tử đang đổ bên tai. Còn có người dân thành phố Trùng Khánh cho biết, thời tiết quái dị cực đoan có lẽ liên quan tới cái chính phủ gọi là dịch bệnh gia tăng 0%, che giấu dịch bệnh. Nhân loại hiện nay không làm việc đáng làm của một con người, làm quá nhiều điều xấu, những người này đã không còn là người nữa rồi. Do vậy ông trời nổi giận, trời đánh 5 tiếng sét. Từ đầu năm đến nay, Bắc Kinh đã xảy ra 6 lần động đất với cường độ lần lượt là 5,2 độ Richter, 4,1 độ Richter, 3,7 độ Richter, 3,1 độ Richter, 2,5 độ Richter, 5,6 độ Richter. Bắc Kinh là thủ đô của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mặc dù cường độ không cao nhưng tần suất cao. Thời gian Trung Quốc cổ đại, quân vương thường coi động đất là cảnh báo cho việc vi chính thất đức, nghĩa là thất bại về chính trị. Theo đó, 6 trận động đất liên tiếp ở Bắc Kinh được lặp đi lặp lại, cảnh báo tới các cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ đầu năm nay, Tân Cương đã xảy ra hơn 140 lần động đất ở cấp 3 trở lên, trong đó 107 lần là từ cấp 3 đến 3,9 độ Richter, 23 lần từ cấp 4 đến 4,9, 8 lần từ cấp 5 đến 5,9 độ, 2 lần từ cấp 6 đến 6,9 độ. Trận động đất lớn nhất ở huyện Beziwas, một huyện thuộc khu tự trị Kaska, khu tự trị Tân Cương xảy ra động đất 6,4 độ và ở Vu Điền, trận động đất cấp độ 6,4 độ. Thưa quý vị, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc hiện đang gặp phải gió mạnh lớn nhất trong năm nay, tốc độ gió đột ngột lên cấp 12. Hồ Côn Minh, Di Hòa Viên ở phía tây Bắc Kinh có xuất hiện thủy triều lớn lần thứ tư. Một ngày sau có cư dân mạng phát đi video quay ở hiện trường. Kể từ năm 1884, từ khi Thái Hậu lui về Di Hòa Viên, đến nay 136 năm, Hồ Côn Minh xuất hiện 4 lần thủy triều cao. Lần thứ nhất là tháng 11 năm 1908, 10 ngày trước khi Từ Hy mất, lần thứ 2 là tháng 6 năm 1916, 3 ngày trước khi Viên Thế Khải chết, lần thứ 3 là tháng 8 năm 1976, khoảng nửa tháng trước khi Mao Trạch Đông chết. Hôm qua, nước ở Hồ Côn Minh lại dâng lên. Không nhẽ, Bắc Kinh quả là sắp có đại sự, sắp thay đổi triều đại rồi ư. Hôm nay, Đại Tây Lâm Hạ, một thành phố cấp huyện của địa cấp Thị Tây Lâm, khu tự trị Nội Mông Cổ xuất hiện vòi rồng, cột gió lớn, xoáy nối liền giữa đất và trời. Những nơi vòi rồng đi qua, cát bụi vật thể bay điên cuồng. Dòng khí do gió xoáy hình thành nên cuốn cát bụi bay lên không trung, che cả bầu trời. Cư dân mạng nói, ông trời nổi giận thật rồi. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!